Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Mình là Tào Lao, Chabedao, Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli. Đây là sân cờ Facebook đường Kim Đồng, ấp Phú Bình, xã Long Tân, chợ Nhân Trạch hôm nay. Đi trước mặt ông Kính Long là tem của Lỡ Lỡ và Chánh Tài Thiên. Còn bên kia là sự hợp tác của Tùng Tiền Tỷ, Sang Tomo, Chí Mexico Bánh Cam và Công Quách 1-0. Lại là Công Quách phát bóng hỏng rồi. Hiện tại bây giờ sân này là Cường Cao và Lửa Lửa đang coi sân này. Các bạn nào có thích đam mê kèo chế, kèo tay thì hãy đến đây nha. Một pha phòng thủ tốt của Lửa Lửa, phản công cho Lửa Lửa. Lại là một pha gõ của tay không qua lưới của Lửa Lửa rồi. Lửa Lửa rất quen thuộc với kênh YouTube của Lâm, chỉ cao 1m41 thôi. 2-1. Vẫn còn. Và một bài hay của Công Quách, phản công cho Sang. Vẫn còn. Đáng tiếc cho Sang Tomo. Sang Tomo Quê Chi Tôn giáp ranh với Sâm Nô và Tiên Em. Hai đều. Lại là Công Quách đánh bóng không vào lưới. 3-2. Sang Tomo. Quá ghê cho Sang Tomo. Bốn hai. Quá hay cho Tài Thiên, phản công cho Lỡ Lỡ. Lại là một pha gõ của tài quá hay bãi biển của Lỡ Lỡ vừa rồi. 5-2. Lại là một pha bóng hay của Lỡ Lỡ. Đáng tiếc đồng đội của Lỡ Lỡ pha bóng vừa rồi không tập trung. 3-5. Bên kia là Sang Tomo, nón đen, quần đen, tất đen, sơ mi đen, giờ mới phát hiện là một trong những ca sĩ nhảy hip hop. Và kết thúc tốt rồi mũi giữa của Lửa Lửa. 6-3. Đáng tiếc một mũi giữa vừa rồi của Lửa. 4-6. Một pha quá gấp ăn. Một pha quá gấp ăn gì rồi của mũi giữa Lửa Lửa. Quá ghê các bạn à. Thật sự các bạn thấy nhìn Lửa Lửa đánh đầu giò và đánh tay như thế nào. 7-4. Và xử lý quá hay gì rồi của Chí Mexico Bến Cam. Ở dưới Sóc Trăng bánh bia bún lèo của Chí Mexico đang hiện tại là câu lạc bộ Mexico. Còn đây là Chí Mexico Bến Cam, Long Thành Đồng Nai, Nhân Trạch Long Thành Đồng Nai. Và trận bóng quá hay gì rồi của Chí Mexico Bến Cam. 6-7. Lại là một pha phá bóng không qua lưới gì rồi của Công Quách. 8-6. Một pha tay trái rồi của Công Bách. 7-8. Một pha xử lý quá hay gì rồi có Lửa. 9-7. Ôi.
Lại là một pha quá thiếu tập trung gì rồi của Tùng Tây Tây và Chí Mexico bên cạnh. 0-7, 10-7. Sang Thomas. Quá ghê cho con quách, một pha trắng trống gì, trống trắng gì rồi. 80. Con quách lại phát bóng ra ngoài. 11-8. Mười hai tám. Có cảm giác gì tem của ông bầu Tùng Tây Tây đang rối tung lên rồi các bạn à. 12-8. Và trắng tốt rồi của bầu Tùng Tây Tây. Công quách quá ghê. 9-12. Đào bên này là nghe hả à? 9-12. Quá đáng tiếc cho công quách phá bóng gì rồi. 13-9. Một pha xử lý hay rồi của Chí Mexico bên cam. 10-13. Đang tiếc. Đang tiếc bóng bay ra ngoài. Như một pha tình huống hy hữu vậy rồi. Bóng đã chạm đầu. 11-13. Phản công cho sang. 14-11. Quá ghê cho sang thôi. 12-14. Quá ghê cho Tài Thiên phá bóng dưới rồi. Một pha kết thúc quá ngọt ngào cho bóng. Các bạn nào có thích kèo tay kèo chế hãy đến sân này nha. Hiện tại bây giờ là Cường Cao và Lửa Lửa đang coi sân bóng này. Cáp kèo và cáp kèo. Một lần nữa xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe bình an, mọi điều tốt đẹp nhất nha.